Vui vì lại gặp lại quý vị. Quý vị ơi, với chương trình là chủ đề lần này thì chúng tôi thực hiện chủ đề là viêm tinh hoàn do là bị quai bị. Và có phải rằng là chắc chắn sẽ khiến vô sinh? Đây cũng là một câu hỏi mà alo bác sĩ nhận được khá là nhiều. Hy vọng là những thông tin lần này sẽ giúp ích cho quý vị. Dạ thưa bác sĩ Tân ơi, chắc có lẽ là đầu tiên thì nhờ bác sĩ Tân chia sẻ đến với tất cả quý vị khán giả và đặc biệt là với các quý anh quý ông đang quan tâm về vấn đề này thì xin nhờ bác sĩ Tân cho biết bệnh quai bị là gì ạ? Quai bị á, đây là một cái căn bệnh nó gây ra do virus quai bị ha. Thì virus này nó sẽ tấn công vào cái vùng tuyến mang thai của chúng ta ha. Thì đó là cái việc mà giải thích tại sao khi mà cái người bệnh quai bị họ sẽ bị sưng ở hai cái bên tuyến mang thai, đúng không? Và một cái nơi yêu thích nữa của virus quai bị đó là chính là cái tinh hoàn của cái người nam ha. Thì những cái người mà bị quai bị sẽ có một cái nguy cơ là bị viêm tinh hoàn cho quai bị. Thưa bác sĩ Tân, và một ý nữa là nguyên nhân gây bệnh và những biến chứng có thể gặp phải khi mắc bệnh quai bị là gì ạ? Thường á, cái bệnh này gây ra do virus quai bị ha. Và cái virus này á, nó sẽ lây truyền qua không khí nha quý vị, không? Khi mà chúng ta tiếp xúc với lại những cái người bệnh quai bị á, mà chúng ta không có đeo khẩu trang nha, thì chúng ta rất là nguy hiểm, nó sẽ bị lây. Đó là lý do tại sao mà khi mà các trẻ đó, các bé bị quai bị thì các bé không nên đi học, các bé nên nghỉ ở nhà. Bởi vì sao? Chúng ta đi học chúng ta sẽ có nguy cơ nó lây lan cho bạn bè hoặc là cho thầy cô của chúng ta. Khi mà bị viêm quai bị thì nhiều người chia sẻ rằng là vì với những thông tin mà họ đã được tìm hiểu thì nó có nguy cơ gây nên viêm tinh hoàn. Vậy thì điều này có đúng không ạ thưa bác sĩ? Vâng, bác sĩ Tân có chia sẻ rồi đó ha. Một cái nơi yêu thích nữa của virus quai bị đó chính là cái tinh hoàn hay là buồng trứng ở nữ cũng vậy ha. Thì cái quá trình mà tổn thương á, nó sẽ là cái virus quai bị nó sẽ gây ra một cái là viêm ở vùng tuyến mang thai ha. Sau đó thì cái virus nó sẽ vào cái hệ thống máu và bạch huyết, và nó theo cái đường máu bạch huyết đó nó sẽ tới cái vùng cái cơ quan đó là cái tinh hoàn. Thì nếu chẳng may mà chúng ta bị viêm tinh hoàn do virus quai bị á, thì nó sẽ gây một cái phản ứng viêm và sơ teo cái tinh hoàn của chúng ta, và cái khả năng sinh sản của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Dạ, tình trạng này thì nó thường xảy ra ở độ tuổi nào ạ thưa bác Tân? Thường á, cái độ tuổi mà xảy ra cái virus quai bị này á, thường nó xảy ra ở các bạn ở trẻ nhỏ nhiều hơn nha. Hoặc là cái độ tuổi mà vị thành niên á, ha. Khi mà chúng ta lớn tuổi hơn rồi, thì một là chúng ta có thể chích ngừa những cái virus này rồi, hai là chúng ta có thể là chúng ta bị nhiễm trong quá khứ, chúng ta có kháng thể rồi, thì nó sẽ ít gặp hơn. Khi mà mình không để ý hoặc là mình để cho những cái dấu hiệu của nó càng ngày càng nặng hơn thì sẽ dễ để lại những biến chứng. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết những cái dấu hiệu của quai bị ạ? Cái dấu hiệu mà nhận biết quai bị nó rất là dễ biết, không? Bỗng một ngày nào đó ha, con của chúng ta hoặc là chúng ta, bản thân chúng ta thức dậy với cái việc là cái tuyến của chúng ta nó hơi đau, hơi sưng, và chúng ta nhìn đó, người ngoài nhìn vào hoặc là chúng ta nhìn trong gương, chúng ta thấy là một bên mặt của chúng ta nó bị sưng lên như vậy ha, thì cái khả năng rất là cao là chúng ta bị nhiễm cái virus quai bị rồi, không? Thì cái trường hợp này chúng ta phải cực kỳ chú ý là chúng ta phải bảo vệ cơ thể chúng ta để virus quai bị nó không có nguy cơ nó xâm nhập vào cái tinh hoàn của chúng ta, nó gây viêm tinh hoàn. Một vấn đề được rất là nhiều người lo lắng nữa đó là nó ảnh hưởng đến chức năng sinh sản cũng như là những vấn đề sinh sản sau này. Liệu điều này có đúng hay không và chúng ta làm sao để mình có thể phòng tránh được ạ? Nhờ bác sĩ Tân có thể chia sẻ. Cái mà virus quai bị á, khi mà chúng ta nó gây viêm tuyến mang tai thì nó có nguy cơ nó xâm nhập vào cái vùng tinh hoàn, nó gây viêm tinh hoàn cho quai bị, đúng không? Mà quý vị, cái cách phòng tránh tốt nhất á, là cái việc mà chúng ta hãy cố gắng chúng ta phát hiện sớm cái bệnh viêm tuyến mang tai do quai bị đi, không? Để chúng ta làm những cái phương pháp chẳng hạn như uống thuốc nè, rồi kết hợp với lại nghỉ ngơi vân vân, để hạn chế cái việc mà virus sẽ xâm nhập vào cái tinh hoàn của chúng ta. Mà một khi mà virus nó xâm nhập vào tinh hoàn của chúng ta thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị tổn thương những cái mô của ống sinh tinh đó, và cái việc này nó sẽ khiến cho gì, cái khả năng sinh sản của chúng ta nó sẽ bị suy giảm và chúng ta nhớ một cái điều như vậy nè. Những cái trẻ mà bị viêm tuyến mang tai, chỉ dừng ở tuyến mang tai mà thôi, không bị viêm tinh hoàn, thì cái việc mà cái chức năng sinh sản bị ảnh hưởng nó sẽ thấp hơn so với những cái việc mà trẻ bị viêm tinh hoàn do quai bị ha. Thì sau viêm tinh hoàn quai bị, rất là nhiều những trường hợp sẽ bị teo tinh hoàn. Vậy thì trong suốt quá trình công tác của mình cũng như là với cái kinh nghiệm thì nhờ bác sĩ Tân có thể chia sẻ về cái việc là nếu như mà chúng ta
để cái quai bị mình trễ thì nó sẽ gây ra những ảnh hưởng nặng nề như thế nào, cũng như là đã có trường hợp nào bác sĩ Tân nhận thấy rằng là ảnh hưởng của viêm quai bị rất là nặng nề lên người bệnh chưa ạ? Cái mà nặng nề nhất á, cái việc mà biến chứng viêm tinh hoàn quai bị là gì? Yeah. Là những cái trường hợp mà những cái người đàn ông á, họ bị viêm tinh hoàn mà cả hai bên luôn, rất là tội nghiệp ha. Yeah. Sau cái đợt viêm tuyến mang tai thì hai bên tinh hoàn đều bị sưng đau ha. Thì những cái trường hợp này á, sau khi điều trị khỏi quai bị xong rồi họ tái khám lại, chúng ta sẽ thấy là hai tinh hoàn của họ bị teo, và khi mà làm xét nghiệm ra thì tinh dịch đồ là những con số không tròn chỉnh. Yeah. Thể hiện là chúng ta họ không còn cái khả năng sinh sản được nữa. Yeah. Vậy thì khi mà bắt đầu phát hiện mình bị quai bị thì người bệnh nên và không nên làm gì ạ thưa bác sĩ Tân? Nếu chúng ta phát hiện sớm chúng ta có dấu hiệu là sưng tuyến mang tai, yeah, chúng ta nghi ngờ nó bị quai bị rồi, trong gia đình ha, chúng ta báo với lại người nhà, hiểu không? Có thể là sắp xếp đi khám với bác sĩ sớm đi, hiểu không? Để chi? Để các bác sĩ sẽ biết được và tư vấn cho chúng ta. Và thứ nhất chúng ta phải điều trị những cái thuốc, thứ nhất là chúng ta điều trị cái thuốc kháng viêm nè ha, bổ sung các vitamin, khoáng chất, rồi ăn uống nghỉ ngơi hợp lý. Đặc biệt chúng ta phải hạn chế, chúng ta không có vận động. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta còn bị viêm cái tuyến mang tai mà chúng ta còn vận động thì cái nguy cơ là gì? Cái virus nó sẽ vào máu, nó sẽ tăng cái nguy cơ thâm nhập vào tinh hoàn chúng ta hơn, và chúng ta sẽ tăng cái nguy cơ bị viêm tinh hoàn do quai bị nhiều hơn. Thì cái lời khuyên của những cái trường hợp nào mà bị viêm tuyến mang tai do quai bị là sao? Chúng ta hãy cố gắng, chúng ta phải phát hiện bệnh sớm, nhận ra triệu chứng sớm, đi khám sớm và tuân thủ theo những cái lời mà bác sĩ khuyên chúng ta, như là chúng ta nằm nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước cam, nước chanh, và chúng ta sẽ hạn chế là không có vận động trong thời gian này. Dạ, có một bậc phụ huynh họ chia sẻ về cho alo bác sĩ và thấy cũng khá là đáng tiếc. Đó là họ nói rằng là con của họ bị ảnh hưởng bị viêm tinh hoàn sau khi bị quai bị. Vậy thì nếu đã có tổn thương như vậy thì mình có thể điều trị để mình khắc phục hoàn toàn hay không, hay là những tổn thương này phải chịu vĩnh viễn nhỉ? Thường á, nếu mà những cái trường hợp mà đã tổn thương tinh hoàn do quai bị á, và sau đó cái tinh hoàn bị teo, thì hầu như chúng ta sẽ rất là khó để mà cứu vãn được cái thể tích của tinh hoàn đó. Yeah. Ha. Còn cái trường hợp á, mà nếu các bạn chỉ bị viêm tuyến mang tai mà thôi, hai tinh hoàn không bị ảnh hưởng, không bị teo, không bị gì cả, thì cái chức năng sinh sản có khả năng còn bình thường. Ha. Yeah. Nếu chẳng may trong trường hợp mà con của quý vị khán giả này nè, mà họ bị teo một bên tinh hoàn, thì chúng ta vẫn còn hy vọng là gì? Cái bên tinh hoàn kia vẫn có khả năng sinh sản đủ để mà duy trì cái khả năng làm cha cho đứa bé sau này, không? Và khi mà trên lâm sàng, bác sĩ Tân khám rất là nhiều những trường hợp. Các anh có thể là bị viêm tinh hoàn, teo tinh hoàn quai bị, hoặc là bị tổn thương, chấn thương tinh hoàn v.v. Các anh vẫn có khả năng có con, vẫn có khả năng làm cha với một cái tinh hoàn bình thường bên đối diện. Dạ. Thưa bác sĩ, với câu hỏi của bạn đọc giấu tên, bạn hỏi rằng là tôi bị bệnh quai bị cách đây cũng 15 ngày rồi và đã tiến hành điều trị bằng thuốc. Nhưng mà mấy hôm nay thì tinh hoàn đột nhiên bị sưng phồng và đau nhức, không thể cử động được. Vậy thì có phải là tôi đã bị biến chứng viêm tinh hoàn hay không ạ? Cái trường hợp này á, của anh á, anh đã bị viêm cái tuyến mang tai do quai bị cách đây 15 ngày rồi. Thì anh đã điều trị, có thể là điều trị khỏi rồi. Và bây giờ hiện nay anh có một tình trạng sưng đau ở cái tinh hoàn, và cái khả năng là anh nghi ngờ đó là bị viêm tinh hoàn do quai bị. Thì trường hợp này có khả năng là anh bị viêm tinh hoàn do quai bị đó, hoặc là cũng có khả năng là anh bị viêm tinh hoàn do các bệnh lây truyền qua đường tình dục nữa, nếu anh có quan hệ tình dục không an toàn trước đó ha. Thì cái điều mà bác sĩ Tân khuyên anh đó là anh nên đến khám bởi các bác sĩ chuyên khoa nam đi, để họ có thể thăm khám, hỏi kỹ bệnh sử của anh, khai thác về bệnh sử tình dục của anh trong giai đoạn gần đây, và đưa ra một cái chẩn đoán chính xác dành cho anh ha. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Tân. Thưa bác sĩ, bạn đọc cũng hỏi tiếp rằng là nếu như trẻ đã bị bệnh viêm tinh hoàn do quai bị và đồng thời là trẻ chưa có quan hệ tình dục thì làm sao tôi có thể đánh giá được chức năng sinh sản của trẻ sau này và có bị ảnh hưởng hay không, thì nhờ bác sĩ có thể chia sẻ là liệu rằng là cần đưa con đến khám tại đâu ạ? Cái trường hợp của trẻ đó mà sau khi trẻ bị viêm tinh hoàn do quai bị đó, là rất là khó để đánh giá cái khả năng sinh sản, bởi vì trẻ này chưa dậy thì, quá trình sinh tinh chưa được tạo ra trong cơ thể của trẻ, đúng không? Thì những trường hợp này chúng ta hãy chú ý một cái điều, là chúng ta phải theo dõi cái thể tích tinh hoàn. Chẳng hạn như là cái bên tinh hoàn bị viêm đó, nó có nhỏ hơn, nó có bị teo hơn so với cái tinh hoàn bên đây hay không? Một khi mà chúng ta thấy là cái bên này nó bị nhỏ hơn, nó bị teo hơn, thì chắc chắn cái đây là do tổn thương của quai bị nó sẽ làm teo tinh hoàn rồi.
Thì cái tinh hoàn đó sau khi mà trẻ vào tuổi dậy thì xong thì cái khả năng sinh sản hầu như là nó rất là thấp luôn, nó chỉ còn cái chức năng nội tiết, tiết là hormone sinh dục nam mà thôi ha. Thì những trường hợp này chúng ta hãy chú ý một cái điều là trẻ sẽ còn có một cái tinh hoàn để mà có thể là đảm đương cái nhiệm vụ gọi là tạo ra tinh trùng để mà duy trì nòi giống thôi. Chúng ta hãy chú ý dẫn trẻ đi khám và làm xét nghiệm tinh dịch đồ khi mà trẻ dậy thì xong ha. Chứ trẻ có khả năng thủ dâm để mà xuất tinh để lấy tinh dịch để làm tinh dịch đồ rồi ha. Và chúng ta cũng phải cẩn thận, phải cảnh báo cho con trẻ của chúng ta đó là gì, con chỉ có một cái tinh hoàn bên đó để cứ duy trì nòi giống thôi, con chạy nhảy hoặc là con chơi các môn thể thao, đặc biệt các môn thể thao đối kháng như là đấu võ nè, rồi đá banh nè ha, thì con hãy cẩn thận, phải bảo vệ cái tinh hoàn nó thiệt là tốt. Bởi vì nếu chẳng may mà con bị tổn thương cái tinh hoàn bên đó nữa thì cái khả năng sinh sản của con nó sẽ bị ảnh hưởng rất là trầm trọng. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Tân, cũng như là cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Đến đây thì cũng đã kết thúc, và hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho quý vị. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.